Nửa đời sau, có đủ ba điều này mới là người giàu chân chính. Thân không bệnh tật, tâm không phiền muộn, lòng không oán hận. Kính thưa quý vị, cuộc đời mỗi người dù là hạnh phúc hay đau khổ, được hay mất, điều quan trọng là hãy giữ trái tim được an ổn, yên bình và hướng về ánh sáng. Nhiều người khi còn trẻ thường cho rằng chỉ cần tiền đủ nhiều thì cuộc sống sẽ hạnh phúc, nhưng phải mất nửa đời họ mới hiểu ra tiền tuy quan trọng nhưng có nhiều thứ còn quan trọng hơn. Thân không bệnh tật là điều kiện hàng đầu để hạnh phúc. Bạn từng nghe qua câu này chưa? Khi một người tỉnh táo, mọi vấn đề đều là vấn đề bình thường và họ có năng lực giải quyết được. Nhưng khi bệnh tật, chỉ có những nơi khiến họ đau đớn mới là vấn đề, nhưng họ lại không thể tự giải quyết được. Cách đây vài ngày, một diễn viên 46 tuổi nói đùa trên trang cá nhân của mình rằng có khả năng sẽ tái phát đau ruột thừa tận 2 lần, tôi có nên đi mua vé số không? Mặc dù chỉ là lời nói đùa, nhưng thực tế, từ đầu tháng 3 năm ngoái, vì đau ruột thừa, anh ta đã phải nhập viện, không ăn uống được gì và sụt tới 9kg, suýt nữa không giữ được mệnh. Thế nên sau đó, anh ấy đã thông qua một tờ báo để khuyên mọi người rằng đừng coi sức khỏe là điều hiển nhiên, bởi vì nếu không có sức khỏe, bạn chẳng là gì cả. Trong một quyển truyện tranh có tên là Dai Li, có một câu nói rất sâu sắc. Hãy xem mỗi ngày bình thường mà chúng ta được sống là một kỳ tích diễn ra liên tục. Cố gắng là tốt, nhưng dùng tuổi trẻ để mà đánh đổi vật chất là sai. Bởi vì vật chất là thứ mất rồi có thể kiếm lại được, nhưng sức khỏe chỉ có ra đi chứ không trở lại. Những năm gần đây, nhiều người nổi tiếng ở mọi tầng lớp xã hội dần rút lui khỏi vị trí hào nhoáng hiện tại. Khi được hỏi lý do, hầu hết đều lấy lý do vì vấn đề sức khỏe mà từ bỏ công việc. Ngay cả những người chăm chỉ nhất cũng phải cúi đầu trước bệnh tật. Trong nửa đời sau, hãy xem việc coi trọng sức khỏe quan trọng hơn kiếm nhiều tiền. Ăn đúng giờ, đi ngủ sớm, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cảm xúc. Làm được những điều này, có thể bạn sẽ nhận được những phần quà tuyệt vời hơn cả vật chất. Tâm không phiền não, đời sống tinh thần càng phong phú. Trong bộ phim Kiku Zero của Nhật Bản, có một lời thoại thế này. Là người, ai rồi cũng sẽ già. Cuộc sống rồi sẽ ép mỗi người chúng ta phải trưởng thành. Bỏ đi cái non nớt mà bước đi thận trọng hơn. Trong quá trình đó, bà sẽ nhận ra muốn quay về cái tôi ngày xưa cũng không được nữa. Tại sao người lớn thường ngưỡng mộ sự vô tâm của trẻ con? Bởi vì bản chất của trẻ con là sự hồn nhiên, gạt bỏ mọi lo lắng và dễ dàng tiếp nhận vẻ đẹp xung quanh mình. Tôi từng nghe qua câu chuyện của một người bà con xa và tôi vẫn suy nghĩ về nó rất lâu. Cách đây nhiều năm, chồng của chị ấy vì tai nạn ô tô mà phải nằm liệt trên giường. Từ đó thì chị ấy phải gánh hết mọi chi phí trong gia đình. Vừa phải lo tiền học phí cho con, vừa phải chạy tiền viện phí cho chồng. Chiều nào đi làm về là chị ấy cũng phải vội vã chạy về nhà giặt giũ, nấu ăn, thay thuốc cho chồng, dọn dẹp nhà cửa. Nhiều người ngưỡng mộ chị ấy có thể một mình chăm lo cho gia đình trong nhịp sống vất vả như vậy. Đôi lúc đêm tới, thấy chồng đã ngủ say, thì chị ấy lại pha cho mình một tách trà, cảm nhận sự bình yên trong làn gió mát rượi buổi tối. Những người nghe xong hoàn cảnh của chị ấy, có người giúp đỡ chút ít, có người không biết an ủi thế nào, nhưng chị ấy vẫn cười nói: tuy tôi sống vất vả thật, nhưng ít ra vẫn có thể dành chút thời gian cho bản thân. Chồng tôi cũng đang khỏe lên từng ngày, con cái học hành cũng giỏi giang, ít nhất cũng có hy vọng sống. Còn sống, còn hy vọng đã là hạnh phúc. Bất cứ khi nào nhớ lại cái nhìn lạc quan của chị ấy,
tôi luôn nhớ tới một câu: cuộc đời mỗi người, dù là hạnh phúc hay đau khổ, được hay mất, điều quan trọng là hãy giữ trái tim được an ổn, yên bình và hướng về ánh sáng. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cho chúng ta sống cuộc đời sầu muộn, mà rắc rối của một người thường tới từ ba điều: việc của mình, việc của người khác, việc của ông trời. Những ai thông suốt rồi sẽ không còn vướng bận những phiền não trong lòng mình, không tự ý can thiệp chuyện người khác, cũng không sầu não bởi vì vận mệnh nữa. Khi một điều phiền não được buông bỏ, những điều thoải mái sẽ đổ về. Lòng không oán hận mới thấu rõ chân tướng cuộc sống. Tôi thường nghe bạn bè nói rằng càng trưởng thành, họ càng thích ăn đồ thanh đạm, sống cuộc đời yên bình và có những mối quan hệ đơn giản. Sau 3 năm, kể từ ngày xảy ra vụ án bảo mẫu phóng hỏa ở Hàng Châu, Trung Quốc, người nhà của nạn nhân, người đàn ông họ Lâm đã từng bước cố gắng thoát ra khỏi nỗi đau và tham gia vào những hoạt động phúc lợi công cộng như quyên góp khẩu trang trong đại dịch. Anh ấy đã đổi tên Weibo từ vợ và con trên thiên đường thành tên thật của mình. Sau khi trải qua nỗi đau mất đi người mình yêu, anh ấy vẫn đối xử với những người khác bằng sự thương yêu chân thành. Hành động của anh ấy là minh chứng cho một câu nói quen thuộc: dù thế giới đối xử tệ bạc với tôi vẫn dùng sự tử tế đối đãi thế giới. Bạn có thể nhìn lên các vì sao bằng mắt, thế nhưng hãy giữ đôi chân trên mặt đất. Vì sau tất cả tăm tối, nhất định có ngày sẽ tìm được ánh sáng. Chỉ những ai không phàn nàn thì mới có thể nhìn ra chân lý cuộc sống. Ngay cả khi rơi vào tuyệt vọng, cũng nên bảo trì tính tích cực, yêu đời. Đây chính là tài phú lớn nhất cho cuộc đời của bạn. Từ nay, trước khi muốn than phiền về điều gì, hãy dành chút thời gian xem lại mọi ngóc ngách trên thế giới, bởi vì không ai sống dễ dàng cả. Đối xử với thế giới bằng tâm khoan dung và bước đi trên nó bằng lòng từ bi, cuộc sống sẽ mở ra cho bạn một con đường, một lối thoát thanh bình. Năm cách để sống hạnh phúc khi về già. Kính thưa quý vị, tìm hiểu những mẹo sau đây để hạnh phúc khi bạn già đi.